Vâng, yêu mà sai xin kính chào các bác nhé. Trực Đó, cái quay video này cũng 11 giờ đêm rồi nhưng mà vừa mới làm việc xong cái con góc đằng kia đấy, góc kia các bác này, hai anh em làm việc luôn con này. Con này thì giờ hai anh em chỉ giật dăm cho nó là vam rồi các bác nhé, lấy dây vít cảnh cho nó cân đối thôi. Sau cho nó bật tâm oxy này đây các bác nhé, các bác xem quay chất lá tròn dày bình như lá nhựa này, dày bình sẽ bấm dăm còn si đây kéo cái này mới cân giữa này. Cho này vừa tập cắt xuống đó, đây này nó đang cắt từ tháng trước rồi nhưng mà đợt này không có thời gian nên là con là nó cố nhầm rít cố nhầm tự nhiên. Đây là em yên xài cắt dài nhé, cái này đây là chính là hồi vít cái tay này, phần này nó vào bông rồi chả cắt ra mãi mất luôn, cắt dài cũng đúng nào lại mỗi lúc cắt cây rồi đấy bắt đầu nó hiện nguyên bông ấy càng ngày như chết rồi. Cái này nó đều có thời gian tốt cái nào đúng xem. Ui giời ơi, hiện nguyên cốt rồi các bác ạ, mai khả năng lại mất cây các bạn là cắt ra nhìn nó chảy mới nhũn cây nhỉ, cái này nó chảy nhũn rồi. Cái phần này tí nữa Yosai sẽ bỏ lá thôi, còn để nguyên là mình nuôi lu nhé, cái này phải nuôi to, nó đang lu rồi các bạn, những cái lu bi trong thân này, nuôi to ra cái này nó tốt dựa nhỉ, nhìn cái tay này nhìn cái tay này ví xuống cái này là nó không đông ví cái cái chậu như này vào bông rồi dạ. Chút kéo một cái dây thép vòng tròn lên cho nó dễ. Cái này thì sáng mai là mai làm. Cái 2 năm nữa là đẹp được rồi quá. Cây này thần chậu khỏe là cái ok quá nhé.
Tay này tí là vít xuống, vít dài là mông, phần mông tay này là vào mông ở trên. Vần liền hết rồi. Nuôi được một con si mà đến lúc được tỉa các bác nhé. Nó là cả một cái quá trình. Đa số con này là giờ là cho tóe bông vào vào răm rồi các nhé. Nhìn trong vải nhìn tiếp nhỉ. Quấn gì đây, đây nó có rễ, mình có nông tròn đây này thì rễ này, rễ này là móc vào đây xong rồi quấn xuống gần một cách. Nó sẽ nảy được tất mầm mầm ở thân này, mầm mới này. Đoạn này nó hay là cái phun nước sâu vụt hết lá rồi, không là cắt lâu lắm rồi. Không được cắt là nửa tháng. Cả lăng nghi là đăng video sáng mai là mất cây. Giá cũng tương đối hợp lý anh em nhé. Mùa cao khoảng tầm vài triệu. Mùa mấy chục, mùa chỉ biết từ sao đấy. Một trong những cây cơ rất bình đáng và làm công đấy, đầu tư con này là con này giờ cũng chỉ chơi răm từ từ thôi, cái này chỉ có mỗi cái tay này là nó dài biết đấy, tôi xem cái dây là biết đấy, thì to ai xong con nào làm răm cũng nhìn cái tay bên này đặt tiếp ra đây, dây này có hai tay này, dây này uốn luôn, hai dây to to có không uốn kéo lấy cái đấy kéo được đây là cái này kéo đấy, thì vừa rồi em đi mua sai đã ai đang làm xuống răm được cái tác phẩm si đang hoàn thiện rồi à. Cái này đa số là một số phần bông răm mình đã có bông răm rồi, cái này từ giờ đến cuối năm là bông răm cũng tương đối rồi, và phần ngọn này giờ chỉ cần là lắc hai cái giật hai cái lên thôi, làm khúc ở đây nữa, có khúc như quả bông xanh. Quay cho các bác xem một vòng. Phê quá. Nhìn tối này nó chi tiết hơn. Nó gì cây ra thế này đóng thì nó chỉ 2 phần 3 tâm rồi lên bóng này thôi. Cậu đi hỏng hết rồi. Cái phần này xong bỏ hết đi. Ngã hết như cái màu này này nhỉ. Ngã ngã dần đấy. Ngã nó mòi thì đẹp màu. Như cành mới thế này thôi. Để cho anh còn mất một năm lúc về đây, bây giờ những cái này bắt đầu màu xỉ hết xuống nha, màu hết xuống nha. Lúc ở dưới nó trắng tốt như trên kia mà nhỉ. Ừ. Về đây khả năng thay đổi phong thủy nhỉ. Đấy em sai vừa mới chỉ xong chia sẻ với bác nhé, đây em sai quay chi tiết một nào ông đã dưới nó thấp đâu có lắng nên nó ngả hết cái màu lên thân kìa. Ồ thế này ngon đây các bác nhé. Ở đây là cái cốt xỉ phải nói là rất là phê lù cục coi nhé, nó đổi cái màu da này, trước nó màu trắng trắng như kia đấy, bây giờ nó đổi hết sang cái màu này này các bác, ấy già màu vàng đồng hết rồi. Đây các bác nhé, nhìn cành đằng sau này, úi giời, màu này nó đổi như này hết rồi này,
Chết tôi rồi, úi rồi nó đổ cái màu này chết chết điện rồi. Phê quá. Và mình ở trên trần nắng gió đấy. Rất là tuyệt vời. Cái này thì một số cái phần bông răm bằng này nữa thì chỉ giật thêm ngắn này, cái này cái cạ nó thôi, nhưng sau này nó chỉ lấy cái đoạn này ra đây thôi. Con này thì từ giờ cuối năm là hòm hòm tương đối hết rồi, tầm này là cũng đi chơi dần dần rồi các bác nhé. Phê. Đấy thì cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi Emosai chia sẻ. Nó cũng là một cái kỷ niệm. Nhưng cái này mình vẫn để này, nó đang kéo lu to như một khoai sọ hết này. Đấy, mình cứ để cái này phóng cũng cùng tỉa lá thôi để cho cùng lên cùng bật mầm như cái này. Cái này nó ra đâu lu hết đấy nhá. Ui, cái nhìn lục cục như khoai sọ hết. Chất lượng. Một con tay bông này ok hết rồi, đợi răm ra thôi. Màu này là về đây nó mới ngả màu này nhá, trước nó màu như này này các bác này. Đấy, về đây nó ngả hết màu như này này. Rất đẹp cây, màu này thì cây nó mới khỏe cây. Đấy nhá, tầm này cũng 12 giờ đêm rồi, tối nay thịt hai cây. Có gì thì mai Emosai chia sẻ các bác nhé. Xin cảm ơn các bác. Vui quá.